I was somehow really invested in the Zack Snyder cut of Justice League. She's going to watch the BBC's Pride and Prejudice for the 7th time. Xin chào các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video hôm nay thì như tiêu đề đã chỉ ra rồi đây, tác phẩm mà mình định bàn luận không gì khác chính là Barbie Live Action. Chiếc phim điện ảnh đã ra mắt rầm rộ từ năm ngoái, thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ trên thế giới nói chung mà cả tại Việt Nam nói riêng, nơi nó bị cấm chiếu nữa. Thú thực với các bạn, ban đầu mình còn không định làm video về phim này. Thứ nhất, nó phát hành đã lâu rồi. Thứ hai, ở Việt Nam nó còn không ra rạp. Và thứ ba, hẳn nhiều bạn còn nhớ năm ngoái mình từng làm một video khác nói về một phim Barbie khác. Thay vì nó, mình sẽ gắn link video đó trên này. Bạn nào chưa xem thì mới nhớ qua thử. Xin rào trước là nó đáng xem hơn rất nhiều cái video này. Lát nữa các bạn sẽ biết tại sao mình lại nói thế. Để tóm lại, cái phim Barbie live action này mình vốn đã định cho chui vào dĩ vãng rồi. Tuy nhiên vào tháng 1 vừa qua, khi Oscar, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hollywood, công bố các đề cử cho năm 2024, thì Barbie lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lý do là dù phim này thành công thương mại hơn tất cả các phim ra mắt năm ngoái, lại được cả người xem và giới chuyên môn đánh giá cao, song tại đấu trường Oscar nó vẫn trượt đề cử ở hai hạng mục quan trọng: đạo diễn xuất sắc nhất cho Greta Gerwig và nữ chính xuất sắc nhất cho Margot Robbie. Oai oăm hơn là ở giải nam phụ xuất sắc nhất thì nó lại có phần nhờ diễn viên Ryan Gosling. Chính bởi sự bất công này mà trong suốt một thời gian sau đó, giới yêu điện ảnh trên mạng đã tranh luận rất nhiều, xem là Barbie hụt đề cử có công bằng không, rồi việc vài năm qua ải, vai nữ bị mất suất đó có phải chính là minh chứng cho sự bất bình đẳng giới mà bộ phim đã khắc họa hay không? Margot Robbie and Greta Gerwig were not nominated for acting or directing, whereas Ryan Gosling was. He got a nomination for playing Ken, which ironically was kind of the plot of the Barbie movie. Trước những tranh cãi lùm xùm đó, thôi thúc làm video của mình thế mà lại nổi lên. Vì mình đã xem phim Barbie này rồi và lúc thấy nó trượt đề cử, quả thực mình có nảy sinh một số quan điểm, ý kiến riêng. Vậy nên hôm nay, ngay trước thềm lễ trao giải Oscar 2024, mình muốn cùng các bạn nhìn nhận hẳn hoi về phim Barbie live action một phen, xem là nó hay hay dở, vụ nó hụt đề cử liệu có đáng tranh cãi không, và rốt cuộc nó có đáng xem hay không. Nếu các bạn thấy hứng thú với đề tài này thì hãy theo dõi tiếp nhé. Trước khi phân tích phim Barbie 2023 thì đầu tiên có lẽ tất cả chúng ta nên ôn lại một chút lịch sử về con búp bê trừ danh này đã. Trong video năm ngoái mình từng kể rất chi tiết quá trình hình thành và đi lên của búp bê Barbie rồi. Nếu bạn nào đã coi thì phần này có thể lướt nhanh nhé, không cần mất công nghe lại đâu. Đại khái thì búp bê Barbie do một công ty đồ chơi ở Mỹ có tên Mattel tung ra thị trường lần đầu vào năm 1959. Trước khi nó ra đời, đồ chơi của trẻ em gái phần lớn đều rất nghèo nàn, đơn điệu. Đặc biệt, mặt hàng búp bê chỉ có đúng một loại, đó là búp bê em bé chuyên dùng để chơi đồ hàng mà thôi. Nhận thấy kiểu búp bê em bé đó quá đỗi hạn hẹp khiến trí tưởng tượng trẻ em vốn rất phong phú bị giới hạn lại. Nên vào cuối thập niên 50, một nữ doanh nhân tên là Ruth Handler, đồng chủ tịch hãng đồ chơi Mattel, đã mạnh dạn đề xuất một mẫu búp bê mới, nhìn giống thiếu nữ chứ không phải trẻ sơ sinh, hơn nữa còn có rất nhiều bộ đồ và phụ kiện sành điệu để tha hồ thay ra mặc vào nữa. Tên của con búp bê được ấn định là Barbie, phỏng theo tên con gái bà Ruth, Barbara Handler, và ngay từ năm đầu tiên lên kệ, nó đã lập tức tạo nên một cơn sốt. Đúng như bà Ruth dự đoán, Barbie được trẻ em khắp nơi yêu thích tột cùng. Vì không như kiểu búp bê em bé lỗi thời trước kia, dáng hình trưởng thành xinh đẹp của Barbie cho phép trẻ em thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức mơ mộng về thế giới người lớn mà trong mắt chúng là vô cùng kỳ diệu. Không những thế, hãng Mattel cũng rất thức thời mà liên tục tung ra các mẫu Barbie đa dạng, làm đủ thứ nghề nghiệp chuyên môn, từ y tá đến vận động viên, từ tiếp viên đến ca sĩ, thậm chí tổng thống và phi hành gia cũng có luôn. Mà các bạn chú ý nhé, vào thời điểm Barbie ra mắt, tức là thập niên 50-60 ở Mỹ, phụ nữ vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường lao động đâu. Rất nhiều người vẫn phải ở nhà tề ra nội trợ, lo liệu chuyện bếp núc con cái cơ. Thế mà Barbie, một món đồ chơi cho trẻ em, đã được làm đủ thứ ngành nghề phong phú từ rất sớm. Nên quả không ngoa khi nói rằng Barbie là con búp bê mang tính cách mạng, góp phần nuôi dưỡng chắp cánh ước mơ của hàng triệu đứa bé, nhất là bé gái, suốt từ khi nó chào sân đến tận ngày nay. Barbie was independent. Barbie didn't define herself by relationships of responsibility to men or to her family. Barbie pointed the way out of the kitchen. Thế là trải suốt các thập niên 60, 70, 80, Barbie liên tục được nâng cấp và cách tân. Tạo hình cùng thời trang của cô nàng còn không ngừng được cập nhật để phản ánh những trào lưu đang thịnh hành. Bên cạnh đó, Mattel cũng không quên tung thêm nhiều nhân vật khác để đồng hành cùng Barbie. Nào là anh bạn trai Ken đều đặt tên phỏng theo đứa con trai Kenneth của nhà Handler. Nào là em gái của Barbie, Skipper. Rồi bạn thân của Barbie là Mitch, bạn thân của Ken là Alan, vân vân. Hai nhân vật Mitch và Alan này về sau còn kết hôn và sinh con luôn, khác hẳn Barbie và Ken chưa từng tiến đến hôn nhân và cũng chưa bao giờ làm phụ huynh. Đây là một lựa chọn rất có chủ đích của hãng Mattel. Barbie can't have a baby. They would think that she was married forever and it would take away from the open-ended play. Và tất cả những nước đi, chiến lược ấy đều cho kết quả cực kỳ khả quan. Tới cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, Barbie đã là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, người người nhà nhà đều biết. Cứ gia đình nào ở phương Tây, chỉ cần có con gái thôi thì gần như chắc chắn phải sở hữu vài con Barbie là ít.
Tuy nhiên, song song với thành công vang dội thì lịch sử phát triển của Barbie cũng đầy rẫy những vụ bê bối tai tiếng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cả hình tượng con búp bê lẫn những người cầm trịch phía sau. Chẳng hạn, một trong những tranh cãi lớn nhất mà Barbie gặp phải ngay từ khi mới ra mắt đó là thân hình của nó quá siêu thực. Với cặp chân dài ngoằng, vòng eo siêu nhỏ và cổ thì siêu mảnh, tỷ lệ cơ thể của Barbie từ lâu đã bị lên án là quá phi lý, gieo rắc một chuẩn mực cái đẹp vô cùng bất khả thi vào đầu các em nhỏ ngây thơ. Ngoài ra, Barbie còn bị lên án là truyền bá phong cách nữ tính quá dập khuôn, tóc lúc nào cũng phải để dài này, da lúc nào cũng phải trắng này, đồ thì thường sáng màu, nhất là màu hồng, và còn luôn đi giày cao gót đến mức chân kiễng vĩnh viễn để tiện cho việc xỏ giày. Với tạo hình và lối ăn vận như vậy, Barbie dường như chỉ hướng trẻ nhỏ vào một hình mẫu duy nhất được thôi, chứ những phong cách khác như tóc ngắn, mặc tối màu hoặc là đi giày bệt thì dường như chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của cô nàng. Cuối cùng, như không kém phần mất lòng, bản thân nữ doanh nhân Ruth Handler, mẹ đẻ của Barbie, cũng không thoát khỏi gì căng đan. Vào năm 1975, bà đã bị giới chức trách điều tra vì tội khai man giấy tờ và trốn thuế, đến mức phải từ chức khỏi chính công ty Mattel mà bà góp phần gây dựng nên. Di sản của Ruth cũng vì thế mà lu mờ đi nhiều. Kể từ đó đến nay, chẳng mấy ai là còn nhớ đến bà với tư cách người khai sinh ra con búp bê nổi tiếng nhất mọi thời đại nữa. Tóm lại, lúc thay nghén ý tưởng về Barbie, hãng Mattel có thể không chủ tính xa xôi gì. Họ chỉ nghĩ đơn giản là đang tung ra một món đồ chơi khác lạ thôi. Nhưng dần dần theo thời gian, búp bê Barbie đã vượt xa kỳ vọng của họ rất nhiều, trở thành món đồ chơi quốc dân của bao nhiêu thế hệ. I never dreamed of trying to change the world. I am learning that she is far more important than I could have ever myself understood. Nhưng vai trò và trọng trách lớn lao cũng bắt đầu được tới tấp gán cho nó. Nào là đại diện cho mơ ước của trẻ con này, nào là biểu tượng cho tham vọng sự nghiệp của nữ giới này. Song song với đó, Barbie còn phải gánh trên vai một mớ tội trạng cũng nghiêm trọng chẳng kém. Trong số ấy, nặng nhất là tội tiêm nhiễm chuẩn mực toxic độc hại tới những đứa trẻ còn non nớt. Bước sang thập niên 90, 2000 và 2010, do hứng chịu nhiều ý kiến phê bình như vậy, lại thêm mối đe dọa từ những đối thủ sừng sỏ như dàn búp bê Bratz sang chảnh này chẳng hạn. You've got a personal passion, individual fashion. Nên Mattel đã phải làm việc hết ga để đạt nhiều chiến lược mới nhằm lấy lại danh tiếng cho Barbie. Những chiến lược này bao gồm đầu tiên là làm phim hoạt hình về Barbie, bắt đầu từ năm 2001 và kéo dài đến tận ngày nay. Tiếp theo đến năm 2016, Mattel lại tung lên thị trường một dòng Barbie mới tinh với nhiều vóc dáng đa dạng gồm nhỏ con, cao lớn, đẫy đà, tức là cái tỷ lệ siêu thực lúc trước không còn nữa. Thứ ba và quan trọng nhất, năm 2018, Mattel còn mạnh dạn bán bản quyền làm phim live action, tức phim người đóng về Barbie, cho Lucky Chap Entertainment, công ty sản xuất phim do nữ diễn viên Margot Robbie sáng lập. Đây là điều chưa từng có tiền lệ và hết sức táo bạo, do hình tượng Barbie trước nay luôn được Mattel cẩn thận định hướng theo kiểu không giới hạn, làm hàng trăm nghề khác nhau để trẻ em dễ tưởng tượng mà. Giờ đây nếu làm phim, nhất là lại còn phim live action để diễn viên người thật sắm vai quầy nữa, thì cái sự tắc kè hoa, đa dạng kia hẳn sẽ không còn. Phim ra mắt một cái là khán giả sẽ auto lấy hình tượng đó để dập khuôn Barbie trong đầu họ luôn, quả là một cái giá rất đắt. Do đó, bộ phim này, cái bộ phim live action đầu tiên về Barbie trong 64 năm, nó không thể chỉ thành công vừa vừa hay vừa vừa thôi được. Không nhá, nó phải nổi đình nổi đám, tạo ấn tượng tốt với rất rất nhiều người, có thế mới xứng với ván cược lớn mà Mattel đã dành ra cho nó. Cứ thế, sau khi đạt được thỏa thuận với hãng Mattel, thì kể từ năm 2019, công ty Lucky Chap Entertainment đã bắt đầu dục dịch kế hoạch sản xuất Barbie live action. Margot Robbie sẽ là người đóng vai chính Barbie, ngoài ra thì Greta Gerwig, một nữ đạo diễn đang lên, từng được đề cử Oscar cũng được chọn mặt gửi vàng để vừa viết kịch bản, vừa chèo lái dự án tham vọng này luôn. Và thành quả của cú bắt tay hợp tác đó thì chúng ta cũng thấy rồi đấy, chính là bộ phim Barbie đình đám suốt mùa hè năm ngoái. Đúng như yêu cầu bên Mattel đặt ra, bộ phim này không chỉ đạt được doanh thu cao vọt mà còn gây dựng được rất nhiều thiện cảm. Đặc biệt hơn, nó còn ra mắt cùng ngày với một tác phẩm cũng được chờ đợi không kém, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan. Qua đó vô tình tạo ra màn song kiếm hợp Big Barbenheimer hết sức viral. Ngay cả trong mùa giải thưởng năm nay, Barbie và Oppenheimer cũng là hai cái tên thường xuyên xuất hiện trên bảng vàng, càng chứng tỏ sức hút vô cùng cao của chúng. I mean, it was impossible to Wasn't there some great ones? Avoid, and it was self-generated, you know what I mean? I know. People kept asking me, they're like, each marketing department's talking to each other, and I was like, no, this is the world doing this. The world. Vậy rốt cuộc cái phim Barbie này có gì mà được khen nhiều đến thế? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính của video, đó là mổ xẻ phân tích tác phẩm Barbie live action. Phần đầu của bộ phim lấy bối cảnh tại một vùng đất thần tiên có tên Barbie Land, tức xứ sở Barbie, nơi mà theo như miêu tả ở phần sau phim thì không hẳn là một vũ trụ song song, không hẳn là một không gian khác, mà như kiểu một ngôi làng biệt lập ở Thụy Sĩ vậy. Think of it as a town in Sweden. Nhân vật trung tâm tác phẩm là Stereotypical Barbie, tạm dịch Barbie khuôn mẫu. Đúng như tên gọi của mình, cô là một nàng Barbie đúng kiểu truyền thống, tóc vàng da trắng, mình hạc xương mai, chân kiễng mỹ miều. Mỗi ngày của Barbie khuôn mẫu tại xứ sở Barbie đều diễn ra tươi đẹp y hệt nhau. Buổi sáng cô ngủ dậy, tắm táp chải chuốt rồi dùng điểm tâm.
Tiếp theo, cô sẽ duyên dáng hạ cánh xuống con xe mui trần hồng rực của mình để dạo quanh phố phường, gặp gỡ các Barbie khác như Barbie tổng thống, Barbie bác sĩ, đi dự các sự kiện quan trọng như phỏng vấn, diễn thuyết, bận rộn một thôi một hồi, cuối cùng rồi ra biển nghỉ ngơi. Tối đến, cô lại mở tiệc nhảy múa tưng bừng tại dinh thự của mình, tòa nhà Barbie Dream House, rồi tâm sự tuổi hồng với các Barbie khác, mãi đến đêm khuya mới lên giường đi ngủ. Nghe thật hoàn hảo đúng không? Tất nhiên phải thế rồi, vì tại xứ sở Barbie thì cô là nhân vật chính. Những búp bê khác như anh hàng xóm Alan cùng cô vợ Mitch, em gái nhỏ tuổi Skipper, hay đến cả người bạn trai Ken thì cũng chỉ đóng vai phụ họa đính kèm Barbie mà thôi. Quan trọng hơn, toàn bộ cư dân xứ sở Barbie đều ý thức rõ mình là búp bê, là đồ chơi cả. Và họ cứ đinh ninh rằng cuộc sống bên này mỹ mãn như vậy thì ắt hẳn bên thế giới thực, các bé gái cũng phải có đời sống thuận lợi y như thế. Chúng cũng dễ dàng trở thành tổng thống, thắng giải Nobel y như mình. Búp bê Barbie phản ánh ước mơ của chủ nhân mà. Barbie mà sướng thì ắt hẳn chủ nhân cũng phải sướng, đúng không? À, không hề. Một buổi tối nọ, đang lúc ăn chơi nhảy múa như thường lệ, Barbie khuôn mẫu bất ngờ thốt lên một câu đen tối lạ lùng. Câu nói của cô khiến cả bữa tiệc đứng hình, bởi xưa nay tại xứ sở Barbie, chưa ai từng nghĩ đến chuyện u ám như vậy hết. Chưa dừng lại ở đó, kể từ ngày hôm sau, cuộc sống hoàn hảo của Barbie cũng bắt đầu xuất hiện những rắc rối kỳ lạ. Chân cô đột nhiên bệt xuống, hơi thở buổi sáng hơi có mùi, đùi cô lộ ngấn mỡ thừa, vân vân. Bản thân Barbie cũng ngày càng suy nghĩ khác thường hơn. Chứng kiến những trục trặc của Barbie khuôn mẫu, các búp bê khác chẳng còn cách nào ngoài khuyên cô đi gặp Barbie lập dị, một kẻ quái đản bị hầu hết mọi người xa lánh. Tới nhà của Barbie lập dị rồi, Barbie khuôn mẫu mới được cho xem một tấm bản đồ có đường lưỡi bò. Ngạc nhiên chưa? Từ đầu video đến giờ mình đã cố tình không nhắc đến cái vấn đề to trình hình này để các bạn hiểu cảm giác bị phủ đầu như mình lúc xem bộ phim. Đúng thế đấy, trong lần đầu xem phim Barbie, lúc con Barbie lập dị quay tấm bản đồ lại, thực ra lúc ấy mình đã quên bén cái tranh cãi đường lưỡi bò rồi bởi vì bị cuốn theo mạch phim mà. Nên khoảnh khắc nhìn thấy cái đường đứt đoạn ấy, dù nó chỉ xuất hiện chớp nhoáng 2 giây thôi nhưng mình vẫn bị đánh úp toàn tập. Mình biết có nhiều người ngoài kia sẽ bảo mình đấy không phải đường lưỡi bò đâu, đấy chỉ là đường hàng hải của Greenland thôi. Và ok, cũng có thể họ nói đúng. Nhưng thú thật với các bạn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cái bản đồ xuất hiện, mình không nghĩ được gì ngoài đường lưỡi bò hết. Và nếu mình xem phim ở nhà trên màn hình laptop bé tẹo mà vẫn còn choáng như vậy, thì chẳng biết nếu xem ngoài rạp trên màn hình siêu lớn siêu nét sẽ có bao nhiêu người cùng chung cảm tưởng đó nữa. Sự thể là như vậy đấy. Nhưng thôi, biết thế đã, cứ để mình nói cho hết cái video này nhá. Barbie lập dị lý giải rằng Barbie khuôn mẫu gặp phải những trục trặc như vậy là do ở bên thế giới thực, chủ nhân của cô, đứa bé gái đang chơi búp bê ấy, chính nó đang vướng phải những rắc rối ấy nên cô mới bị ảnh hưởng theo. Và để ngăn sự thể tồi tệ hơn thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là Barbie phải du hành sang thế giới thực, gặp gỡ chủ nhân của cô và giúp người đó giải quyết vấn đề. Bằng không, chẳng những cô sẽ ngày càng hỏng hóc mà toàn xứ sở Barbie cũng có nguy cơ bị bất ổn theo. Vậy là dù trong lòng còn rất nhiều lo âu, song sang ngày hôm sau, Barbie vẫn quyết tâm lên đường thẳng tiến thế giới thực nhằm tìm kiếm chủ nhân của mình. Đặc biệt trên đường đi, cô còn phát hiện mình đã vô tình đem theo một bạn đồng hành bất đắc dĩ, đó là Ken. Ken khẩn khoản xin xỏ Barbie hãy cho anh theo cùng vì toàn bộ sự tồn tại của anh đều là vì cô cả. Ken ra đời chỉ với đúng một mục đích, đó là làm bạn trai của Barbie thôi mà. Nếu trong hành trình sắp tới, Barbie không để anh được kề vai sát cánh, san sẻ khoảnh khắc trọng đại này cùng cô, thì anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà làm Ken nữa. Trước sự van nài của Ken, Barbie đành miễn cưỡng nhận lời. Vượt qua 9981 kiếp nạn, cuối cùng cặp đôi búp bê cũng đến được Tây Thiên, hay nói đúng hơn là thành phố Los Angeles, nước Mỹ. Nhưng chà ôi, vừa đặt chân đến đây chưa đầy 5 phút mà Barbie đã phát hoảng lên vì nó khác xa những gì cô hình dung. Hồi còn ở xứ sở Barbie, cô cứ nghĩ thế giới thực cũng như chỗ của mình, tức là phụ nữ có vị thế cao, được tự do đảm nhiệm những công việc quan trọng. Tuy nhiên bên này thì ngược hoàn toàn, nhìn đâu cũng thấy nam giới, đã thế Barbie còn bị họ chọc ghẹo, sảng sỡ giữa thanh thiên bạch nhật. Dù rất tức tối nhưng do không có nhiều thời gian nên Barbie đành phải nén giận, tìm đại một chỗ ngồi xuống và nhắm mắt tập trung, cố gắng kết nối với chủ nhân của mình. Và kỳ diệu thay, ngay từ phút giây đầu tiên tiếp xúc với tâm trí của chủ nhân con búp bê, Barbie đã vô cùng xúc động trước vô vàn dung cảm thuộc đủ các cung bậc cảm xúc của con người, từ vui đến buồn, phấn chấn đến phiền não, hỉ nộ ái ố, không thiếu một cung bậc gì. Chưa kể, bằng những cảm xúc mới mẻ đó, Barbie đột nhiên nhận thấy thế giới thực cũng đẹp đẽ biết bao. Từ thiên nhiên đến con người, thậm chí cả vẻ mặt đầy phong sương, đầy nếp nhăn của cụ già ngồi kế bên cũng tràn đầy một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, vô cùng mỹ lệ. Nhờ thần giao cách cảm, Barbie rốt cuộc cũng khoanh vùng được người cần tìm. Đó là một cô bé học cấp 2 tên là Sasha. Những tưởng cô sẽ được Sasha chào đón nồng nhiệt, nào ngờ vừa đến trường và giới thiệu bản thân xong, cô đã nhận ngay về một chàng mắng xối xả. Sasha buộc tội cô là tấm gương xấu khiến con gái tự ti về bản thân. You've been making women feel bad about themselves since you were invented. Rồi cao giọng tuyên bố nó chẳng có gì cần cô giúp vì Sasha đã nghỉ chơi búp bê từ lâu, ném hết Barbie trong nhà đi từ đời nào rồi.
Nghe xong chẳng bằng té tát đó, Barbie không giấu được thất vọng, bèn khóc nức nở chạy ra ngoài. Vừa hay lúc đó, một dàn xe màu đen bỗng lũ lượt kéo đến đỗ xịt trước mặt cô. Thì ra kể từ khi Barbie đặt chân đến thế giới thực, thì hội đồng quản trị gồm toàn các ông lớn của công ty Mattel, đơn vị sản xuất búp bê, đã nhanh nhạy bắt được tin tức. Không muốn cô nàng đi lung tung gây rắc rối nên họ đã cử người tới bắt cô về, hòng ship cô trở lại xứ sở Barbie ngay trong ngày. Nhận ra ý đồ mờ ám của phía Mattel, Barbie bèn ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong lúc bị rượt đuổi, cô còn tình cờ lọt vào một căn phòng lạ, nhìn như căn bếp thời xưa giữa trụ sở hiện đại của Mattel và được một bà lão chỉ cho lối thoát. Nhờ sự giúp đỡ ân cần của bà lão, Barbie may mắn chạy ra được đường lớn. Và sau kia, một chiếc xe bình dân cũng kịp thời xuất hiện, bên trên chính là Sasha cùng mẹ của cô bé Gloria tới để giúp Barbie tẩu thoát. Đến lúc yên vị trên xe, Barbie mới biết thêm rằng Gloria vốn cũng là một nhân viên của Mattel, song không như các ông lớn trong hội đồng quản trị, cô lại rất quan tâm và trung thành với Barbie. Vừa hay tin về nàng búp bê là Gloria đã lập tức nghĩ cách giúp đỡ rồi. Thậm chí, theo như Gloria tâm sự, do hồi bé cô thích Barbie quá nên đến lúc trưởng thành và đầu quân cho Mattel, đôi lúc cô còn nổi hứng tự phác họa những mẫu búp bê riêng, ví dụ như Barbie mỡ thừa, Barbie tủi hổ, Barbie suy nghĩ về cái chết, vân vân. Vừa nghe tới đó, sự thật liền lập tức sáng tỏ trước mắt Barbie. Người cô cần tìm, chủ nhân của cô ở thế giới thực, không phải Sasha mà là Gloria cơ. Chính Gloria, một người mẹ trưởng thành, với những nỗi lo toan phiền muộn cũng của người trưởng thành mới là nhân tố dẫn đến sự thay đổi ở Barbie từ đầu câu chuyện đến giờ. Và một khi xác định được người cần tìm thì những việc sau đấy lại hóa đơn giản rồi. Barbie tự tin lý luận rằng, sở dĩ Gloria tiêu cực như thế là do thế giới thực quá rối ren, quá gây khó dễ cho nữ giới. Bởi vậy, cách tốt nhất để Gloria vui lên chính là đưa luôn cô ấy về xứ sở Barbie, nơi mỗi ngày đều tươi đẹp hoàn hảo, và các nàng búp bê được nắm quyền chỉ huy mọi thứ. Đáng tiếc, Barbie cùng hai mẹ con Gloria, Sasha vừa trở lại xứ sở Barbie thì đã nhận ngay ra có điều không ổn. Thì ra trong lúc Barbie mải tìm kiếm chủ nhân, anh chàng Ken đã la cả khắp thành phố Los Angeles và khám phá ra một thứ vô cùng mới mẻ, đó là phụ quyền, nam quyền. Lấy làm thích thú, Ken bèn ba chân bốn cẳng chạy về thế giới Barbie trước, rồi dùng mớ kiến thức cóp nhặt từ thế giới thực để thay đổi toàn bộ giao diện nơi đây. Chẳng mấy chốc, mọi búp bê Barbie từ tổng thống đến bác sĩ đều bị tẩy não hết, trở thành những cô nàng yếu ớt, lệ thuộc. Ngay cả ngôi nhà trong mơ nơi Barbie khuôn mẫu sống cũng bị hội Ken chiếm làm địa bàn riêng. Những bộ đồ đạc của cô còn bị hắn vứt khắp nơi, phách lối đến thế là cùng. Mới vỡ mộng về thế giới thực cách đây không lâu, giờ lại phải chứng kiến cảnh nhà bị chiếm đoạt, đến một chỗ trú ẩn cũng chẳng còn. Ngần ấy cú sốc đã đẩy Barbie rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần tột độ. Trong cơn tuyệt vọng, cô thậm chí còn quay sang trách cả Gloria vì đã truyền cảm xúc tiêu cực cho cô, làm nảy sinh bao cơ sự chéo ngoe như thế này. Cảm thấy mình ở lại chẳng có ích gì, Gloria bèn quay đầu định bỏ đi. Xong đúng lúc này, Sasha, cô con gái bướng bỉnh luôn coi thường sở thích búp bê của mẹ, bỗng cất giọng đầy quả quyết. Cô bé bảo mẹ không được bỏ cuộc, Barbie có thể bỏ cuộc nhưng mẹ thì không thể. Được lời nói của con gái tiếp sức và nhờ sự giúp đỡ của Alan, anh chàng duy nhất không vào hùa với hội búp bê Ken, hai mẹ con liền quyết tâm trở về tìm Barbie khuôn mẫu. Chỉ có điều lúc này Barbie đã hoàn toàn buông xuôi, nằm sụi lơ một đống trên sàn nhà rồi. Cô bộc bạch rằng mình cảm thấy buồn không chỉ vì nhà bị cướp, các chị em bị tẩy não, mà còn vì thấy bản thân quá kém cỏi vô dụng. Người không cần cô đã đành, giờ đến Ken cũng chẳng thiết tha gì cô luôn. Chứng kiến sự rối bời của Barbie, Gloria chỉ biết thở dài và lẩm bẩm: tôi hiểu cảm giác đó, tôi rất hiểu. Càng nghĩ, Gloria càng cảm thấy bất công hơn, tiếng lòng bên trong cô cũng tự động tuôn trào như thác, không thể nào kiềm nén được. We have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. Gloria bức xúc nói, ở thế giới thực của tôi, phụ nữ đã gặp nhiều chướng ngại rồi. Chẳng ngờ sang thế giới này, một con búp bê chỉ mô phỏng phụ nữ như cô thôi mà cũng phải gồng gánh nhiều sức ép như vậy. Và ô kìa, Gloria càng nói thì những búp bê bị tẩy não đứng xung quanh càng sáng suốt trở lại. Đến khi cô dứt lời thì tất cả, bao gồm Barbie khuôn mẫu đều như được hồi sinh. Ngay lập tức, một kế hoạch giải cứu được vạch ra bởi hội Barbie, mẹ con Gloria và Alan. Đầu tiên họ phải dùng lời nói của Gloria để đánh thức tất cả những Barbie còn lại. Tiếp theo họ cần khiêu khích hội búp bê Ken khiến các chàng ấy nảy sinh mâu thuẫn và xông vào đánh nhau. Cuối cùng bước thứ 3, trong lúc đám Ken bận gây chiến, các Barbie sẽ tranh thủ giành lại những vị trí nhà cửa bị cướp mất và phục hồi xứ sở Barbie về nguyên trạng. Rốt cuộc nhờ phối hợp ăn ý, đồng thời do các búp bê Ken quá mải đọ sức, quá mải thi nhảy mà quên cả trời đất, phi vụ của liên minh Barbie đã thành công rực rỡ. Nhận thấy mình đã thua, Ken xấu hổ chạy vào một xó ngồi khóc, thảm thiết đến mức Barbie cũng phải tiến lại an ủi hắn vài lời. Sau cùng mọi người đều có vẻ đã hài lòng, chỉ riêng Barbie khuôn mẫu dường như vẫn còn điều gì đó chưa thỏa mãn. Thì ra kể từ lần đầu được trải nghiệm những cảm xúc của con người bên thế giới thực, thì bên trong cô búp bê đã bùng lên một khao khát rất đặc biệt, đó là khao khát trở thành người sống. Dù xứ sở Barbie rất tươi đẹp, dù mỗi ngày của cô ở nơi ấy đều hoàn hảo, life is plastic, it's fantastic.
Song Barbie vẫn muốn được làm con người, được tận mắt tận tay trải nghiệm thế giới thực nhiều hơn. Và thật mầu nhiệm làm sao, đúng khoảnh khắc quyết định ấy thì bà lão tốt bụng từng chỉ đường cho Barbie trong tòa nhà Mattel bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt cô. Bà tiết lộ mình chính là Ruth Handler, nữ doanh nhân đã khai sinh ra Barbie 64 năm trước. Với sự chỉ dẫn tận tình của bà Ruth, Barbie bất giác nhận ra một điều, trở thành người thì ra không phải chuyện gì quá tầm với cả, nó có thể đến với cô một cách rất tự nhiên. Ngay từ ban đầu, cô đã mang tên con gái của bà Ruth, Barbara rồi. Và suốt 64 năm đồng hành cùng trẻ em, bên trong cô đã tích tụ rất nhiều ước mơ, rất nhiều cảm xúc, khát vọng của chúng. Nhiều đó đã rất đủ để giúp cô rời khỏi thế giới bằng nhựa, trở thành một vật sống từ rất rất lâu rồi. Bộ phim khép lại với cảnh Barbie giờ đã là một phụ nữ bằng xương bằng thịt, được gia đình Gloria đưa đến phòng khám bác sĩ. Một hành trình mới đầy những điều bất ngờ lại chuẩn bị mở ra trước mắt cô. I'm here to see my gynecologist. Vừa rồi mình đã tóm tắt toàn bộ nội dung của phim Đường Lưỡi Bò, ý mình là phim Barbie live action cho các bạn. Sau khi nghe hết phần tường thuật ở trên, bây giờ nếu mình hỏi chủ đề chính của phim Barbie live action là gì, hẳn tất cả các bạn đều trả lời được đúng không nào? Đó là chủ đề giới. Xuyên suốt tác phẩm này, hai giới nam nữ chính là chủ đề hiện diện nhiều nhất, được khai thác trực tiếp và công khai nhất. Cụ thể, khi bộ phim mới mở ra thì nhân vật chính của chúng ta đang cư ngụ tại xứ sở Barbie, nơi mà búp bê nữ được nắm tất cả các vai trò quan trọng, hay nói cách khác, ở đó phái nữ được làm chủ. Tuy nhiên đến giữa phim, vì nhiều lý do không thể tránh mà Barbie buộc phải du hành sang thế giới thực, nơi mọi thứ đều trái ngược. Nam giới được nắm quyền nhiều hơn, có thể ngang nhiên trêu ghẹo, quấy rối cô giữa nơi công cộng. Ngay cả tại công ty Mattel, mang tiếng là nơi sản xuất búp bê Barbie, song hội đồng quản trị của nó cũng chật kín đàn ông, tuyệt không thấy bóng dáng người phụ nữ nào hết. Bà Ruth Handler, cựu chủ tịch Mattel kiêm mẹ đẻ của Barbie thì giờ chỉ còn như hồn ma vất vưởng. Căn bếp của bà hiện hữu vật vờ trong tòa nhà Mattel, nhìn qua chẳng khác nào một cái khung ảnh treo tường. Có nghĩa là công lao của bà đã bị lãng quên từ lâu, di sản của bà đối với các nhân sự công ty hiện tại cũng chẳng khác nào vật trang hoàng làm cảnh. Her ghost keeps an office on the 17th floor. Đấy nhá, khi bước sang thế giới thực, Barbie đã phải bàng hoàng trước bao nhiêu điều bất cập như thế rồi. Chưa hết, đến khi gặp được đối tượng cần tìm, cô Gloria, và mời mẹ con cô ấy trở về xứ sở của mình, Barbie lại bị một phen tá hỏa nữa. Quê hương tươi đẹp của cô mới hôm qua còn rất bình thường mà nay đã bị Ken và nam quyền phá hoại tanh banh. Các búp bê nữ cũng bị tẩy não, trở thành những cô nàng dựa dẫm, lệ thuộc, hoàn toàn không còn quyền làm chủ như lúc trước. Đối mặt với cảnh tượng đau lòng này, Barbie đã cảm thấy vô cùng nhụt chí. Song đúng lúc cô chuẩn bị đầu hàng số phận, chuẩn bị buông tay bỏ cuộc, thì Gloria lại nói cho cô nghe về những trở ngại mà phụ nữ thế giới thực phải đối mặt. Tại sao những lời của Gloria lại có thể thức tỉnh và tiếp sức cho Barbie? Thứ nhất, vì như phim đã đề cập, khi một người khẳng khái nói ra được những khó khăn của mình, khi họ có thể đối diện với thử thách mà không lảng tránh, thì lúc đó họ đã thắng được kha khá rồi. By giving voice to the cognitive dissonance required to be a woman under the patriarchy, you robbed it of its power. Như chúng ta ngoài đời cũng vậy, khi gặp vấn đề thì đầu tiên phải xác định xem vấn đề nằm ở đâu đã. Phải nhìn nhận khoanh vùng được nó thì sau đấy mới mong giải quyết được. Chứ nếu cứ mò mẫm trong tối không rõ mình đang vướng mắc cái gì thì còn lâu mới vượt qua nổi. Gloria đã can đảm nói với Barbie, đây là những chướng ngại của phụ nữ, đây là những cái mà tự tôi quan sát và đúc rút ra, giờ cô biết nó là gì rồi đấy. Và chính cái sự biết đó, chính sự ý thức được đó đã chỉ đường, soi đường để Barbie thoát khỏi cơn khủng hoảng, đó là lý do thứ nhất. Nhưng chưa đủ, ngoài giúp Barbie nhận ra được vấn đề thì lời nói của Gloria còn có một tác dụng thứ hai, đó là nó thể hiện rõ nghị lực của Gloria. Các bạn nhìn lại cảnh này mà xem, trong lúc Gloria đang nói thì Barbie bất giác ngước lên trầm trồ với sự ngưỡng mộ không thể che giấu. Bởi vì sao? Vì trong khoảnh khắc ấy Barbie đã giác ngộ ra rằng tôi mới bị Ken chèn ép một ngày mà đã khó chịu suy sụp như vậy. Còn cô đã phải chịu bao nhiêu sức ép ở thế giới thực hàng năm trời. Nhưng cô vẫn đứng ở đây được. Hơn nữa cô vẫn giữ vững niềm tin vào Barbie, vào tôi và con búp bê tuổi thơ của cô. Well, the real world is not perfect, but you inspired me. Để duy trì một lòng tin son sắt, thuần khiết như vậy, thử hỏi Gloria phải là một người mạnh mẽ phi thường đến mức nào? Đây chính là giây phút đảo ngược vô cùng thú vị trong phim Barbie live action. Đầu phim, Barbie cứ ngỡ mình là món đồ chơi truyền cảm hứng, là biểu tượng để các cô gái học tập. Nhưng để khúc ca trào này thì chính người phụ nữ thế giới thực, chính người trần mắt thịt như Gloria lại trở thành nguồn sức mạnh và tấm gương cho Barbie nhờ sự kiên gan, bền bỉ của cô ấy. Con người mới cho Barbie động lực chứ không phải ngược lại. Các bạn thấy tình tiết này thú vị chưa? Sau khi nghe Gloria nói, Barbie cùng các búp bê nữ đã nhanh chóng tìm lại được chính mình. Một kế hoạch tác chiến cũng được họ lập ra ngay sau đó. Và điều hay ho nhất trong kế hoạch này đó là các Barbie sẽ không trực tiếp tham chiến. Thay vào đó họ chủ trương dụ hội Ken gây hấn với nhau, lợi dụng sơ hở để nhanh tay bỏ phiếu, qua đó khôi phục xứ sở Barbie về như cũ. Tại sao mình lại nói đây là tình tiết hay ho các bạn biết không? Bởi vì ngoài đời, ở nước Mỹ, quê hương của Barbie ấy, phụ nữ có được quyền bầu cử, một trong những quyền quan trọng hàng đầu, cũng từ sau Thế chiến thứ nhất. Cụ thể là trong Thế chiến thứ nhất,
do nam giới bị điều động ra chiến trường nhiều, nên ở hậu phương phụ nữ mới bắt đầu gia nhập lực lượng lao động và đảm nhiệm những công việc mà trước đó họ không được làm. Đến khi chiến tranh kết thúc thì khả năng lao động của phụ nữ lúc đó đã được công nhận rồi. Quốc hội Mỹ không còn lý do gì để cấm cản họ bỏ phiếu nữa. Thế là từ đó phụ nữ mới có một quyền rất quan trọng trong tay, quyền bầu cử. Women come home from the war, they find that their life has changed. And of course, the biggest transformation is the 19th Amendment that grants all women the right to vote. Tất nhiên đây là mình kể rút gọn thôi nhá. Trước Thế chiến thứ nhất thì phụ nữ đã đấu tranh hàng chục năm trời để có cái quyền bầu cử này rồi. Tuy nhiên cuộc chiến vẫn là một tác nhân rất lớn, như kiểu miếng gỗ cuối cùng để ván đóng thành thuyền vậy. Và giờ đây trong phim Barbie, các Barbie nữ cũng giành lại vị trí của mình theo một cách tương tự, đó là thông qua bầu cử trong lúc Barbie nam ra trận. Quả là phép đối chiếu vô cùng thú vị, không rõ lúc viết kịch bản đây có phải dụng ý của biên kịch không, nhưng mà lúc xem phim lần đầu vừa đến cảnh đó, trong đầu mình đã bật ra cái sự so sánh này ngay. Độ giống nhau phải nói là rất cao luôn. Tóm lại, xuyên suốt Barbie live action giờ chính là chủ đề được nhấn mạnh và bàn đến nhiều nhất. Hơn nữa, cái tác phẩm này khai thác đề tài đó mới nhìn có thể cảm thấy hơi một chiều, hơi bị dìm nam xuống để nâng nữ lên, nhưng thực ra thì không hoàn toàn vậy. Ở cuối phim, khi mọi chuyện ngã ngũ và Ken thất thểu chạy vào một góc, chính Barbie đã chủ động đến nói với Ken rằng: "Em nghĩ em nợ anh một lời xin lỗi. Em cảm thấy em đã làm ngơ không coi trọng anh suốt một thời gian dài." Tức là sao? Barbie hiểu rằng Ken gây ngần ấy chuyện một phần cũng bởi xứ sở Barbie toàn cho anh vai phụ, tiếng nói của anh không có trọng lượng nên anh ta mới bùng nổ như vậy. We failed them. No, you failed me. Đó là chưa kể, khi nghe Barbie xin lỗi xong thì ngay cả Ken cũng buột miệng thừa nhận. Thực ra anh cũng chẳng thích nam quyền lắm, anh chỉ thích cưỡi ngựa thôi. Suy ra Ken cũng không thích thú gì chuyện đối đầu chèn ép búp bê nữ cả. Và cũng đừng quên rằng trong hành trình giải cứu xứ sở Barbie, ngoài các búp bê nữ và mẹ con Gloria, Sasha ra, thì còn một búp bê nam cũng rất hăng hái cống hiến, đó là Alan. Điều này chỉ ra rằng nhiều nam giới cũng là đồng minh của nữ giới, rất mực ủng hộ nữ giới, chứ không phải ai cũng ương ngạnh, ai cũng muốn phản đối đâu. Đó, nếu không có những chi tiết như thế, nếu không có Alan hoặc là màn thú nhận chân thành của Ken ở đoạn cuối, thì có thể nhiều người đã cho rằng Barbie live action là bộ phim trọng nữ khinh nam, toàn bênh Barbie và dìm Ken rồi. Nhưng nhờ có những điểm nhấn tinh tế ấy nên thông điệp của tác phẩm cũng không bị một chiều quá, ngược lại còn thêm vài phần hàm xúc ý vị nữa. Vừa rồi mình đã phân tích bộ phim Barbie live action dưới góc nhìn giới, và phải thừa nhận rằng xét trên phương diện đó thì đây đã là một tác phẩm khá ổn áp rồi. Nhưng các bạn biết sao không, ý nghĩa câu chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Thực ra bên cạnh góc nhìn giới rất rõ ràng thì mình cảm thấy Barbie live action vẫn còn một cách hiểu thứ hai tinh tế hơn nữa. Không tin các bạn thử cùng mình nhìn lại nhé. Quên tất cả những cái diễn giải về giới mà mình nói nãy giờ đi. Hãy thử phân tích tác phẩm này theo một góc độ khác hẳn. Đầu tiên, khi bộ phim mới mở ra, chúng ta thấy các nhân vật đang cư ngụ tại xứ sở Barbie đúng không? Một vùng đất rất tươi đẹp, rất hoàn mỹ, nơi các búp bê được làm đủ mọi ngành nghề, theo đuổi mọi tham vọng cá nhân mà họ muốn. Quả là một thế giới rất lý tưởng. Nhưng hãy thử tự hỏi mình xem, tại sao nơi đó lại lý tưởng như vậy? Xứ sở Barbie có phải ngẫu nhiên mà hoàn hảo được như thế không? Chẳng lẽ vào một ngày đẹp trời, vị thượng đế nào đó đã búng tay khiến nó bùm một phát hình thành và mọi thứ viên mãn ngay từ đầu sao? Tất nhiên là không rồi. Sở dĩ xứ sở Barbie tươi đẹp lý tưởng được nhường ấy, vì nó là thế giới trong đầu trẻ em, đúng chưa? Những đứa trẻ chơi búp bê ấy, chúng còn ở độ tuổi rất ngây thơ trong sáng, trí tưởng tượng của chúng cũng phong phú bay bổng, thế nên mới có đứa nói sau này tớ sẽ làm tổng thống, rồi đứa khác nói sau này tớ sẽ làm phi hành gia hoặc là phi công. Chính vì trẻ em và chỉ trẻ em mới mơ mộng tưởng tượng không giới hạn được như vậy, nên ở xứ sở Barbie các cô búp bê mới có đủ loại thành tựu như thế. Tương tự, tại sao xứ sở Barbie lại tràn ngập sắc hồng? Theo mình, điều đó cũng có chủ ý đằng sau đấy. Hồng vừa là màu nữ tính, sắc màu chủ đạo của thương hiệu Barbie. Nhưng bên cạnh đó, khi gọi một người mơ mộng lạc quan quá đà ấy, thì dân gian hay dùng câu ngạn ngữ gì? Họ sẽ bảo người này nhìn đời bằng con mắt màu hồng, hay tiếng Anh là rose colored lens. Nói cách khác, màu hồng trong xứ sở Barbie không phải ngẫu nhiên mà có đâu, nó còn đại diện cho sự tích cực tuyệt đối của những đứa trẻ. Đấy nhá, xứ sở Barbie không những là một vùng đất thần tiên hay một chiều không gian song song, mà nó còn là thế giới tưởng tượng của những đứa trẻ. Đây là lý do mà suốt phần đầu phim nhân vật Barbie có cuộc sống rất dễ dàng, ngày dạo chơi tối đàn hát đấy. Bởi vì sao? Vì trẻ em cũng thế, cả ngày chúng nó chỉ ăn với chơi thôi mà. Ngay đến lúc trò chuyện với bạn trai, khi Ken ngỏ ý muốn qua đêm ở nhà cô, thì Barbie cũng ngây thơ hỏi lại, để làm gì? Và Ken cũng tắc tị không đáp được. Bởi vì sao? Vì trẻ con đâu có biết được chuyện người lớn. Phải sau 10 phút đầu tiên khi Barbie bật thốt ra câu "Có ai từng nghĩ về chuyện chết đi chưa?" thì khi ấy sự ngây thơ tuyệt đối mới bị phá vỡ. Tại sao lại là câu đó? Tại sao lại là cái chết chứ không phải một câu nào khác? Vì cái chết ấy, khi chúng ta ý thức được về nó, khi chúng ta nhận ra cuộc sống này là hữu hạn, thì đó chính là bước đầu tiên trong quá trình trưởng thành của một con người. Không sai, Barbie lần đầu nghĩ về cái chết, tức là cô ấy đang bắt đầu trưởng thành đấy.
Và quả nhiên từ sự cố đó trở đi, sang những ngày tiếp theo thì cuộc sống của Barbie đột nhiên không dễ dàng nữa. Nước tắm bị lạnh, bánh bị cháy, sữa bị hỏng. Chúng chỉ ra rằng Barbie đã hết được mùi không ăn sẵn. Mọi thứ từ đây sẽ không tự bày ra trước mặt cô nữa, mà cô sẽ phải tự giác đứng lên lo liệu chúng. Chưa hết, hơi thở của cô từ hôm đó cũng nặng mùi hơn, đùi cô thì lộ ngấn mỡ thừa. Và quan trọng nhất là cô bắt đầu cảm thấy tự ti vì những điều đó. Chẳng phải đấy cũng là một dấu hiệu khác của sự trưởng thành ư? Một đứa trẻ hồi bé nó ít lo nghĩ lắm, phải đến lúc bắt đầu lớn thì nó bắt đầu ý thức hơn về bản thân, dẫn đến cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ, mặc cảm. I'm so embarrassed. Barbie doesn't get embarrassed. Tóm lại những thay đổi mà Barbie gặp phải trong phim, hiểu theo nghĩa đầu tiên thì nó là rắc rối của phụ nữ thế giới thực, tức là Gloria chuyển sang. Nhưng hiểu theo nghĩa thứ hai thì chúng còn là ẩn ý cho sự trưởng thành, sự khôn lớn của chính Barbie. Và đến đoạn sau thì phép ẩn dụ này càng rõ ràng hơn. Khi bị Ken chiếm mất nhà, đồ đạc bị phá lung tung, xứ sở Barbie thì bị phá hoại, Barbie đã rất suy sụp. Và đỉnh điểm lúc nằm bẹp dưới sàn, cô đã than thở rằng: tôi không đủ đẹp theo chuẩn mực, tôi không đủ thông minh để trở nên thú vị, tôi không phải bác sĩ phẫu thuật tài ba hay phi công oai phong gì hết, tôi không đặc biệt. Các bạn thấy những suy nghĩ này có quen không? Mình nghĩ trong số chúng ta hẳn 99% đều từng có những suy nghĩ kiểu đó rồi. Hồi bé chúng ta rất ngây thơ, chúng ta nghĩ mình có thể làm tất cả. Nhưng ở ngưỡng tuổi trưởng thành thì chúng ta phát hiện ra rằng khả năng của mình có giới hạn. Hơn nữa thế giới cũng rất nhiều người ngang ngửa mình. Những cái giấc mơ hồi nhỏ không ngờ lại khó theo đuổi như thế. Những thứ mà hồi bé chúng ta không đặt nặng mấy như ngoại hình chẳng hạn, càng lớn chúng ta càng thấy nó quan trọng hơn. Tất cả những sự thật mất lòng ấy khiến chúng ta dần cảm thấy mình nhỏ bé, mình thua kém, mình ít giá trị. Và quan trọng nhất là mình tầm thường. I'm not good enough for anything. Nói cách khác, trong khoảnh khắc tự than kia, Barbie không còn chỉ là một con búp bê bị một con búp bê khác cướp nhà chèn ép nữa. Cô ấy đang trở thành hiện thân cho tất cả những người đã, đang và sẽ bị khủng hoảng ở tuổi trưởng thành. Nếu sự thể cứ tiếp diễn như vậy, nếu Barbie cứ mãi chìm trong khủng hoảng thì câu chuyện này có thể đã không kết có hậu rồi. May mắn thay, vào thời khắc cấp bách, bên cạnh Barbie đã xuất hiện một người đàn chị, một người tiền bối với rất nhiều kinh nghiệm, với rất nhiều vốn sống để chia sẻ cho cô, giúp cô vững tin hơn để đối mặt với khó khăn. Cũng giống chúng ta ở ngoài đời thôi, khi đối mặt với khủng hoảng tuổi trưởng thành thì một trong những cách tốt nhất là gì nhở? Đó là tâm sự với những người lớn hơn, những người nhiều kinh nghiệm hơn, học hỏi từ họ. Và đến cuối phim thì như chúng ta đều thấy, khi được hỏi cô muốn kết cục cho mình là gì, Barbie đã trả lời rằng cô muốn trở thành người. Tại sao Barbie lại khao khát điều này dù trước đó đã chứng kiến rất nhiều điểm trừ, rất nhiều bất cập của thế giới thực? Xin thưa, đó là bởi cuộc sống của cô bên này dù rất hoàn mỹ, dù ở xứ sở Barbie cô sẽ là con búp bê đời đời xinh đẹp, song đó chỉ là một cuộc sống giả, vừa vô vị vừa vô hồn như kiểu đang chơi đồ hàng thôi. Ngược lại, thế giới con người dù nhiều gian truân chắc trở thật đấy, nhưng ở đó Barbie sẽ được thực sự sống, thực sự trải nghiệm những xúc cảm quý giá và khám phá cái đẹp ẩn giấu trong từng ngóc ngách của nhân gian. Thêm nữa, Barbie muốn làm người còn vì một nguyên nhân khác sâu xa hơn. Ở đầu phim cô như một đứa trẻ sống rất vô lo vô nghĩ tại xứ sở Barbie. Nhưng giờ đây, sau một loạt biến cố như chuyến du hành sang thế giới thực này, xích mích với Ken này, rồi được Gloria truyền cho bài học này, thì Barbie đã không còn bé bỏng ngây thơ nữa. Và một khi đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn về thế giới và bản thân mình rồi, thì muốn trở thành con người sẽ là điều tất yếu. Còn nếu cam lòng ở lại xứ sở Barbie, tiếp tục cuộc sống lặp đi lặp lại như trước, thì tức là cô lại mãi mãi không lớn được, mãi mãi mắc kẹt với tâm hồn của một đứa trẻ rồi. Bảo sao khi bà Ruth khuyên cô hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu tiếp tục làm búp bê, làm biểu tượng thì cô sẽ vĩ đại và bất diệt, trong khi trở thành người thì cống hiến của cô cho đời sẽ nhỏ bé hơn. Ideas live forever. Humans not so much. Nhưng Barbie vẫn dũng cảm chọn con đường khó hơn, vì cô biết rằng người trưởng thành trông thế thôi nhưng lại nắm trong tay những tiềm năng vô hạn. Xét cho cùng, chính con người mới tạo ra ý nghĩa cho Barbie, chứ có phải Barbie tự tạo ra được cho mình đâu. Làm trẻ con mơ mộng cũng rất tốt, nhưng Barbie đã mơ mộng đủ rồi. Đã đến lúc cô phải tự đứng lên, thực hiện những giấc mơ đó bằng chính đôi tay của mình. Ok, như các bạn có thể thấy, câu chuyện trong phim Barbie live action này, một mặt ta có thể diễn giải nó theo hướng giới, nhưng mặt khác cũng có thể hiểu nó là câu chuyện về sự khôn lớn, sự trưởng thành. Một câu chuyện coming of age. Nếu diễn giải theo kiểu thứ nhất thì có lẽ các bạn nữ sẽ thấy đồng cảm hơn. Tuy nhiên, nếu hiểu theo kiểu thứ hai thì không chỉ các bạn nữ mà mình nghĩ tất cả mọi người gồm cả các bạn nam cũng có thể thấy được bản thân mình trong đó. Bây giờ các bạn đã hiểu tại sao phim Barbie này năm ngoái lại thu về tận hơn 1 tỷ đô la chưa? Thành tích ấy có được không chỉ vì đây là một bộ phim dễ thương, hài hước, nói về nhân vật đồ chơi kinh điển và được marketing rầm rộ thôi đâu, mà vì chính nội dung của nó cũng rất gần gũi, rất chân thực, rất thấm thía, khiến không chỉ một mà rất nhiều bộ phận khán giả có thể cùng đồng cảm. Mà chưa hết, bên cạnh điểm cộng ở phần cốt truyện, Barbie live action còn khéo léo ghi điểm ở những chi tiết nhỏ hơn, vụn vặt nữa cơ.
Ví dụ chỉ cần để ý kỹ các chi tiết trong phim thôi thì khán giả sẽ ít nhiều tiếp thu được cả một bề dày lịch sử phát triển của búp bê Barbie. Người khai sinh nó là ai, bà ấy từng chịu bê bối trốn thuế như thế nào. Baby, I am Mattel. Until the IRS got to me, but that's another movie. Rồi chuyện Mattel từng có một nữ CEO vào những năm 90, tất cả những cái fun fact đó đều được tiết lộ trong kịch bản của phim Barbie. We had a woman CEO in the 90s. Ngay cả cảnh cuối cùng trong phim khi Barbie đã trở thành người thực và đến văn phòng bác sĩ phụ khoa, cảnh đó cũng mang ý nghĩa rất lớn đấy. Các bạn thử nhớ lại phần đầu video này mà xem mình nói Barbie được làm tất cả các nghề, nhưng có riêng một vai trò cô ấy chưa từng thử, đó là làm mẹ. Và bác sĩ phụ khoa là người chuyên tư vấn những cái liên quan đến gì nào? Sinh sản. Nói cách khác, vai trò duy nhất mà Barbie chưa đả động đến trong 64 năm qua thì trong phim này lần đầu tiên cô ấy có thể chạm tới nó. Cuối cùng, bên cạnh những Easter egg nói về lịch sử phát triển của Barbie thì bộ phim này còn ẩn chứa một loại Easter egg thứ hai, đó là những tình tiết tri ân, vinh danh các tác phẩm kinh điển tiền bối. Từ cảnh đầu gợi nhắc đến phim khoa học viễn tưởng 2001 A Space Odyssey, tới cảnh này lấy cảm hứng từ phim Ma Trận, từ hình ảnh tóc váy ngộ nghĩnh tới con đường gạch hồng dẫn đến xứ sở Barbie, đâu đâu cũng thấp thoáng hình bóng những bộ phim bất hủ của Hollywood. Như kiểu thông qua tác phẩm này, biên kịch và đoàn làm phim Barbie đang ngầm gửi lời cảm ơn, đang ngầm tri ân toàn bộ Hollywood, toàn bộ môn nghệ thuật thứ bảy này vậy. Tổng kết lại, sau khi nghe mình phân tích không chỉ một mà tận hai cách hiểu cùng nhiều ẩn ý giải rác trong phim Barbie thì giờ hẳn các bạn cũng đoán được lập trường của mình trong vụ Oscar là gì rồi đúng không? Mình nghĩ phim này có xứng đáng được đề cử ở hai hạng mục đạo diễn và nữ chính. Về đạo diễn, Greta Gerwig đã xuất sắc nhào nặn ra một tác phẩm rất phong phú, kết hợp nhiều thể loại từ hài kịch đến chính kịch, từ nhạc kịch, phim hành động đuổi bắt trên đường phố, xong còn có nhiều pha break the fourth wall nói chuyện trực tiếp với khán giả, nói chung rất là kỳ công. Về phần nữ chính, Margot Robbie cũng đã xuất sắc thể hiện một Barbie rất lôi cuốn. Ở đầu phim thì ngây thơ và vô tư, cuối phim thì trưởng thành và chín chắn. Vai của cô ấy mới là trụ cột, là linh hồn của cả phim. Còn vai Ken của Ryan Gosling ấy, mình nghĩ nó giống như một cái vai ngộ nghĩnh nhiều hơn. Tất nhiên mình biết việc chúng đề cử ở giải Oscar còn do rất nhiều yếu tố khác tác động. Nào là chiến lược tranh giải của hãng phim, nào là tài vận động của ứng viên, rồi độ mạnh của đối thủ, vân vân. Bản thân cái phim Barbie này mình nghĩ cũng có một phần nào đó khó nuốt nữa. Ví dụ chi tiết Barbie đến phòng khám cuối phim chẳng hạn, nếu không biết rõ lịch sử của con búp bê, nếu không biết suốt 60 năm qua Barbie chưa từng làm mẹ, thì liệu người xem còn nắm được ẩn ý đằng sau cảnh này không? Rất dễ là không. Suy ra dù phim Barbie live action có 90% dễ hiểu thì 10% còn lại vẫn cần khán giả bỏ công bỏ sức, đào bới một chút. Việc nó trượt đề cử ở giải Oscar có lẽ cũng có một phần nguyên nhân nằm trong đó. Tuy nhiên xét tổng thể giá trị của tác phẩm này, cộng với thực tích của nó tại phòng vé vào năm ngoái thì mình nghĩ Barbie live action vẫn xứng đáng được đề cử nhiều hơn một chút, được công nhận nhiều hơn một chút tại đấu trường Oscar năm nay. Có điều sau tất cả những lời khen bên trên, sau khi đã bênh vực Barbie live action trong sự vụ Oscar thì vẫn có một điều mình tuyệt đối không thể làm ngơ, đó là phim này có đường lưỡi bò. Dù đây là một bộ phim hay và mình công nhận sự hay đó, nhưng do cái bản đồ hết sức mờ ám cùng với cái đường đứt đoạn rất không cần thiết kia nên phán quyết sau cùng của mình về phim Barbie live action vẫn là không tán thành. Đây cũng là lý do mà ở đầu video mình không đặt cảnh báo spoiler như thường lệ, và mình còn bảo các bạn là hãy đi xem cái video kia về Barbie của mình. Bởi vì sao? Cái phim Barbie đó, cái phim Barbie mình review năm ngoái, nó không có đường lưỡi bò. Đối với mình, quyết định cầm chiếu Barbie của hội đồng duyệt phim năm ngoái là rất có cơ sở. Bản thân mình đây, sau khi xem bộ phim này xong thì cái đầu tiên mình nhắn cho bạn bè cũng không phải là mày ơi phim này hay quá, mà là mày ơi, thì ra phim này có đường lưỡi bò thật. Kết luận cuối cùng đanh thép của mình về phim Barbie live action này là các bạn xem nó cũng được, nhưng hãy xem nó ở cái nguồn lậu, xem nó ở cái nguồn không chính thống, phim mới chẳng hạn. Chứ đừng dùng kênh nào chính thống, đừng dùng kênh nào mà phải trả tiền. Năm ngoái hội đồng duyệt phim đã rút chúng ta 95% bằng cách cấm cái bộ phim đấy ra rạp rồi. Bây giờ chúng ta có thể xem bộ phim này nhưng hãy duy trì nốt 5% còn lại, đó là hãy xem lậu. Đấy là thái độ đúng đắn nhất mà mình cảm thấy người Việt Nam nên áp dụng về phim Barbie live action. Nếu các bạn có ý kiến gì về video này thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Và nếu các bạn thích video thì hãy ấn like và ấn nút đăng ký màu đỏ ở đây để theo dõi những video mình làm trong thời gian tới. Đừng quên theo dõi bọn mình trên TikTok và Facebook để cập nhật những tin tức mới nhất về review Sương Sương. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.